các công ty đã phải chi rất nhiều tiền hối lộ để được cấp phép các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài hồi hương vào thời điểm đại dịch COVID-19. Về đến quê hương, theo quy định, người nhập cảnh phải thực hiện cách ly. Lúc này, thêm một lần nữa, các doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ. Chuyến bay giải cứu là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Vụ án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong và ngoài nước. Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng khi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo cáo buộc, khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ phận, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Kết luận điều tra chỉ ra rằng, ở quá trình cấp phép chuyến bay công dân tự trả phí, những cá nhân có nhiệm vụ quyền hạn trong nước đã tạo thành nhóm lợi ích. Cụ thể, các cá nhân có thẩm quyền thuộc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã không minh bạch về quy trình tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay, buộc họ phải tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ và thỏa thuận về chi phí đưa hối lộ cho những cá nhân được giao nhiệm vụ tập hợp đề xuất cấp phép chuyến bay. Đối với các doanh nghiệp chưa tiếp xúc, thỏa thuận đưa hối lộ, các bị can sẽ gây khó dễ với nhiều hình thức. Theo số liệu thống kê, có khoảng hơn 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, nhưng thực tế chỉ có khoảng 20 nhóm doanh nghiệp thực sự là đơn vị triển khai khi được duyệt. Số còn lại là doanh nghiệp cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép chuyến bay, sau đó bán quyền được tổ chức các chuyến bay cho doanh nghiệp khác thực hiện. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ hơn 164 tỷ đồng, và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 24 tỷ đồng. Những con số hối lộ cụ thể. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, quá trình điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 146 lượng vàng 670.000 đô, 1 tỷ đồng. Ông Tô Anh Dũng với vai trò là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay. Kết quả điều tra xác định, ông Dũng đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cấp phép thực hiện chuyến bay. Theo ông Lê Thành Kính, luật sư bào chữa cho ông Tô Anh Dũng, ông Tô Anh Dũng đã bày tỏ sự ân hận và day dứt vì những sai lầm. Trao đổi với luật sư của mình, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói rằng, quá trình làm việc với các cơ quan pháp luật, bị cáo đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Vì vậy, bị cáo đã vô cùng ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để sửa chữa những lỗi lầm của mình. Đến thời điểm này, bị can Tô Anh Dũng và gia đình đã nộp tổng cộng 16,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ông Vũ Hồng Nam với vai trò là đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ 60.000 đô và 450 triệu đồng. Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 đến khi bị khởi tố bị can, bắt tạm giam ngày 22 tháng 12 năm 2022, ông Trử Xuân Dũng làm phó ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Cáo trạng xác định, ông Trử Xuân Dũng đã nhận hối lộ 7 lần, tổng số hơn 2 tỷ đồng. Đến nay, ông Dũng và gia đình đã nộp lại hơn 1,7 tỷ đồng và bị can đã tác động nhiều người thân nộp số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ. Ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của một thứ trưởng Bộ Y tế, là người nhận hối lộ nhiều nhất. Kết quả điều tra xác định, khi thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp cá nhân chi tiền từ 50 đến 200 triệu đồng một chuyến bay, hoặc từ 500.000 đến 2 triệu đồng một khách đối với chuyến bay combo và từ 7 đến 15 triệu đồng một khách lẻ. Quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2021, ông Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Sau khi vụ án được khởi tố, ông Kiên đã chuyển khoản trả lại cho các cá nhân đại diện các doanh nghiệp tổng số hơn 12 tỷ đồng và số tiền này được nộp lại cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an. Trong số các bị can, ông Kiên là người nhận hối lộ nhiều nhất, nhưng trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới chỉ ghi nhận việc ông Kiên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, chưa nộp tiền khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên vụ trưởng và Nguyễn Tiến Thân, nguyên chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, đã nhận hối lộ hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, ông Hải nhận hơn 2,3 tỷ đồng, ông Thân nhận hơn 1,3 tỷ đồng.
bà Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng. Bị can Đỗ Hoàng Tùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng. Nhận hối lộ hàng trăm tỷ nhưng khắc phục chỉ vài tỷ. Việc các bị can nộp tiền khắc phục hậu quả được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ. Theo thống kê, đến nay, tổng số tiền mà các bị can đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 52 tỷ đồng và 460.000 đô. Con số này kém xa so với tiền mà các bị can đã đưa và nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, trong đợt dịch COVID-19 có khoảng 2.000 chuyến bay được thực hiện. Số tiền nghi đưa nhận hối lộ lên đến hàng trăm nghìn đô. Hiện nay, Công an cho biết cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là 80 tỷ đồng. Nhận định về vụ án này, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết các bị can trong vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị địa phương hoạt động rất tinh vi. Ngoài ra, số đối tượng đông, phạm vi cả trong và ngoài nước gồm một số cơ quan ban ngành trung ương và địa phương. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tốn nhiều thời gian trong xác minh vụ việc. Vậy công dân có đòi được tiền chi cho chuyến bay giải cứu? Trong các chuyến bay giải cứu, hàng trăm ngàn người đã phải trả các chi phí rất cao. Với 146 trang kết luận điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố đối với 54 bị can. Nội dung kết luận điều tra không xác định các công dân về nước trên các chuyến bay là người bị hại. Kết luận điều tra cũng không thể hiện số tiền người dân bị mất khi về nước trên những chuyến bay hồi hương trong đại dịch, chỉ xác định 21 bị can nhận hối lộ hơn 170 tỷ đồng. Trao đổi với Vietnamnet, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng người dân trên các chuyến bay trong vụ án này không được xác nhận là bị hại bởi các cá nhân tự thỏa thuận giá trên các chuyến bay với nhau, không có quy định cụ thể về việc áp giá chuyến bay hoặc yêu cầu không được tăng giá vé. Theo luật sư, trường hợp các công dân phải nộp các số tiền trái với quy định của nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân đã gian dối trong việc thu tiền hoặc có những hành vi khác khiến cho giao dịch đó bị vô hiệu như bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép thì có thể khởi kiện thành vụ án dân sự riêng để đòi tiền các doanh nghiệp đã thu tiền của công dân Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh. Còn đối với các trường hợp giao dịch là hợp pháp, tự nguyện, việc nộp tiền là công khai, ngay tình, tổ chức thu tiền có chức năng nhiệm vụ được pháp luật cho phép, giá cả theo thỏa thuận thì đây là quan hệ dân sự kinh tế hợp pháp, chưa có cơ sở pháp lý để công dân có thể yêu cầu tổ chức doanh nghiệp này phải trả tiền. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu ra xét xử về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có hơn 100 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo. Trong đó, người có nhiều luật sư tham gia bào chữa nhất là bị cáo Vũ Hồng Quang, cựu phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Có 6 luật sư tham gia bào chữa cho ông Quang, 16 công ty và hàng chục người được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Có 33 người được triệu tập đến tòa với tư cách là người làm chứng. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong một tháng.